Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của tổ hợp y tế Family Choice, một mạng lưới y tế Việt Nam vững bền nhất, lớn mạnh nhất quận Cam. Thành lập từ năm 1995 đến nay đã gần 20 năm, tổ hợp y tế Family Choice luôn luôn phát triển và lớn mạnh. Hiện nay tổ hợp y tế Family Choice có hợp đồng với Captima để săn sóc quý vị thuộc chương trình Medi-Cal, Medi-Medi, trong qua OneCare và gần đây nhất một số bệnh nhân từ MSI chuyển qua Medi-Cal. Thành ra cái số bệnh nhân của tổ hợp y tế Family Choice đến hôm nay chỉ có Medi-Cal không với Captima đã hơn 30.000 người. Đồng thời tổ hợp y tế Family Choice còn có hợp đồng với những hãng bảo hiểm thương mại như Blue Cross, Blue Shield, Cigna, Hellnet và Pacific Care. Để phục vụ quý vị cao niên trên 65 tuổi, chúng tôi có chương trình Medicare Advantage qua Hellnet và qua Blue Shield. Nào, gần đây nhất qua chương trình Cover California và cái sự ghi danh nó chấm dứt vào ngày thứ hai vừa qua. Thưa quý vị, tổ hợp y tế Family Choice có hợp đồng với Blue Cross Anthem. Nếu mà quý vị qua cái Cover California chọn bất kỳ gia đình của trong tổ hợp y tế Family Choice và chọn họ chọn tổ hợp y tế Family Choice thì quý vị ở trong có thể chọn, hoặc là HMO thì phải chọn Family Choice và chọn bác sĩ gia đình. Còn nếu mà PPO thì bác sĩ có thể, đương nhiên là quý vị có thể đi các bác sĩ gia đình trong tổ hợp cũng như bác sĩ chuyên môn mà không có được một sự chỉ định rõ ràng bác sĩ gia đình. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là cái chuyện mà quý vị có một bác sĩ gia đình rất là quan trọng, là tôi khuyến cáo quý vị nên chọn một bác sĩ gia đình, nên chọn tổ hợp y tế Family Choice. Như vậy sự điều hợp y tế của quý vị nó sẽ tốt đẹp hơn và đỡ tốn kém hơn. Thì trở lại thì thưa quý vị, thì từ đầu năm tới giờ chúng tôi đã nói nhiều lần về chương trình mà gọi là Hospitalist của tổ hợp y tế Family Choice trong nhà thương Fountain Valley. Tuy nhiên có nhiều quý vị hỏi tôi vô Family Choice để tôi đi các nhà thương khác được không? Không sao cả, nếu quý vị nhập viện vào những nhà thương khác, nếu quý vị muốn ở lại nhà thương đó cũng được, chúng tôi không có phải chuyển đổi quý vị về nhà thương Fountain Valley. Nếu quý vị ở gần nhà thương Fountain Valley và muốn các bác sĩ gia đình cũng như hospitalist của quý vị khám cho quý vị ngay lập tức thì đó là điểm tốt. Nhưng mà nếu quý vị ở những nhà thương khác ở trong quận Cam, ngoài quận Cam hay là even ở ngoài quốc gia khác, không sao cả, chúng tôi sẽ điều động tất cả mọi dịch vụ y tế của quý vị để có thể đem quý vị về Mỹ, đem quý vị về quận Cam mà chăm sóc quý vị, và quý vị sẽ được tiếp tục chăm sóc bởi các bác sĩ gia đình của quý vị tại trong quận Cam ở trong tổ hợp y tế Family Choice. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc. Xin kính chào bác sĩ Phúc. Xin chào bác sĩ Toàn và các khán giả. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc là một bác sĩ chuyên môn về nội khoa tổng quát, bác sĩ gia đình đã hành nghề trong quận Cam nhiều năm, và đồng thời bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc là một thành viên của ban điều hành của tổ hợp y tế Family Choice. Nào, trong tuần vừa qua thì tôi cũng như bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc có đi học Primed. Dạ vâng. Primed là một cái chương trình mà do UCLA và Harvard đứng ra tổ chức, phải không? Dạ, bác sĩ. Vâng. Bác sĩ có đi theo chương trình này bao nhiêu lâu rồi? Đi cũng qua đây về của hành nghề quận Cam là cũng gần 10 năm. Thì cũng phải 4-5 lần đi rồi, là mỗi năm một lần. Thưa quý vị, thì cái chương trình rất là hay. Tôi cá nhân tôi rất là thích. Ngay từ lúc bắt đầu cách đây mười mấy năm tôi đã tham dự cái chương trình này, thì cứ mỗi năm đó vào khoảng tháng 4 là chúng tôi đi học. Dạ, hết 3 ngày. Thành ra rất nhiều cái mới mà bây giờ người ta đặt nặng về cái gọi là evidence based, phải không? Đúng. Dạ vâng. Vâng. Evidence based là gì bác sĩ Phúc? Tức là những cái khi mà hành nghề hay mình muốn test một cái gì hay muốn thử nghiệm cái gì, nó phải dựa theo có những cái khảo cứu, nó có những cái chứng kiện mà nó prove evidence là nó có hiệu lực thì người ta mới dùng, chứ không ngộ đoán nữa. Chứ không phải là ok, người này nói thế này, người kia nói thế kia. Nó phải dựa theo cái evidence. Evidence là cái gì nó có thực hiện được, nó có thấy rõ ràng, kết quả nó rõ ràng. Đúng. Và khi thuốc cũng vậy, hay là những cái procedure, những cái thử nghiệm cũng vậy, là phải có chắc chắn là cái đó có hiệu lực thì người ta mới chấp nhận, phòng bác sĩ Phúc. Đúng. Dạ vâng. Vâng. Thì trong chương trình đó thì một những cái vấn đề mà tôi nghĩ là nó rất là quan trọng cho quý vị nam giới mà reaching cái tuổi mà 65,
thì cái bệnh đó là vấn đề nhiếp hộ tuyến không? Dạ vâng, nhiếp hộ tuyến. Nhiều khi không phải đợi 65 có bệnh nhiếp hộ tuyến, mà cái này có thể từ 50 tuổi trở lên nó bắt đầu là nó sinh bệnh rồi. Cái nhiều nhiếp hộ tuyến là gì? Là một cái bộ phận nó nằm ở ngay giữa cái gọi là rectum, là trực trực tràng phải không ạ? Dạ. Và cái bọng đáy thì nó là cái bộ phận nhỏ, nó to khoảng cỡ, nó nhỏ hơn một quả trứng nhỏ một tí, tức là cái thể tích là khoảng 30 milliliter. Yeah. Thì khi mà mình lớn tuổi lên á thì cái prostate, cái nhiếp hậu tuyến này nó cũng được kích thích bởi cái hormone của người đàn ông là cái testosterone, thì nó càng kích thích lâu năm thì nó càng lớn ra. Khi một ngày nào nó phát triển mà tại vì cái đường tiểu của mình nó chạy đi ngang qua, đi sâu nằm ngay giữa của cái prostate đó, thì khi mà nó phát triển lên nhiều khi nó bóp lại, nó hẹp lại. Thế đường tiểu thay vì rộng như ngày xưa thì giờ nó hẹp lại, thì cũng giống như cái vòi nước, giờ mình vặn vòi nước nó mở rộng ra, nhưng mà bây giờ nó bị nghẹt lại thì nước nó lại ít đi. Thành ra những cái triệu chứng của những người bị như vậy thường thường, thứ nhất là họ complain, họ phải làm đấy, là họ đi tiểu đêm nhiều, họ thấy cái dòng nước tiểu nó yếu đi. Như hồi còn trẻ thì họ còn bé thì nó bắn xa ra, nhưng mà bây giờ nó cứ ra tí tí. Rồi nhiều khi họ ngừng tiểu xong nó gọi bị dripping, tức là nó không có ra, tại vì nó không thoát được hết. Vâng, nó không thoát được hết, thành ra khi mà họ ngừng tiểu xong một lúc sau nó vẫn rỉ rỉ ra. Đó là những triệu chứng đó. Thưa quý vị, thì tôi chỉ tiếp lời bác sĩ Phúc là cái nhiếp hộ tuyến, để nói cho quý vị dễ hiểu, nó là một cái bộ phận rất là nhỏ nằm ngay dưới cái bọng đái của quý vị. Và nhờ cái nhiếp hộ tuyến này đó, thì quý vị nam giới đó, thì xin lỗi, khi đi tiểu thì không xuất tinh được, mà xuất tinh thì không đi tiểu được, phải không? Dạ, nó là một cái cơ chế nó nằm, nó bóp ở đó. Thì nó cứ làm việc, dĩ nhiên là sau mấy chục năm cuộc đời này, thì cái đó nó tự nhiên nó như bóp thịt vậy đó. Mình càng tập nhiều thế càng nở to ra. Thành ra cái bệnh mà gọi là sưng nhiếp hộ tuyến á, benign hypertrophy prostate, coi như là chúng ta đa số về sau đến cái tuổi nào ai cũng bị hết, phải không bác sĩ? Đa số, theo thống kê thì khoảng cỡ chừng 50 tuổi trở lên, ít nhất là trên 50% sẽ bị sưng cái nhiếp hậu tuyến. Nhưng mà có nhiều người lại có trạng thái đến là có bệnh, complain mấy cái bệnh đó, nhưng có những người là không bị, nó tùy theo cái sự phát triển của cái nhiếp hậu tuyến đó. Nếu nó càng lớn, nó càng ép vào cái đường tiểu của mình thì người ta triệu chứng nhiều thì người ta để sẽ nói bác sĩ. Có nhiều người nó sự thay đổi nó rất là chậm, thành ra nhiều khi họ nếu không sao hết, họ chịu đựng. Nhưng một ngày nào đó, một đêm phải thức dậy 4-5 lần để đi tiểu, thì lúc đó họ mới phàn nàn bác sĩ là mình phải lo, mình tính chuyện mình chữa. Vâng, thì tôi đồng ý bác sĩ Phúc. Thì thường thường đó, đa số thì quý vị mà cao niên chẳng hạn, như sau, đối với tôi sau 55 tuổi hay 60 tuổi, tôi thường thường tôi hỏi mà ông có đi tiểu đêm nhiều không, hạn phải không? Dạ, vâng. Nhưng mà đôi khi hay là những cái triệu chứng bác sĩ Phúc vừa mới hỏi, nhưng tuy nhiên cũng rất là thông dụng, là có nhiều cái bệnh nhân đến với tôi nó ồ bác sĩ ơi, trẻ tuổi năm mươi mấy thôi, nó ok mấy hôm nay tôi ho, tôi cảm, tôi sổ mũi, tôi đi mua thuốc ngoài chợ đầu đường tôi uống rồi nó hết sổ mũi, cái tôi đối tôi đái ra. Vâng, cái này rất là nhiều. Cái thuốc bác sĩ Toàn đề cập là cái thuốc sổ mũi là thường thường là gọi là Sudafed. Nó là một cái loại, nó là theo danh từ tiếng Anh là adrenergic, là congestion. Vâng, nó để giúp congestion, nó mở rộng cái mũi để mình thở, nhưng mà đồng thời nó làm hẹp cái đường tiểu của mình lại. Thành ra nếu mà người nào hơi bị, khi mà họ uống thuốc vô thì họ có thể họ cảm thấy là cái đường tiểu nó hơi yếu hơn, họ phải đứng, họ phải rặn một lúc nó mới ra. Nhiều có nhiều người bị nặng mà không có biết, mà không có theo dõi, không có tham khảo với bác sĩ trước để mà hỏi, nhiều khi họ uống có bừa đi vậy, nhiều khi uống rồi kẹt cứng luôn, nó bóp lại không thoát đường tiểu ra, thì nó bị căng bụng khó chịu hay đau, nhiều khi phải kiếm bác sĩ hoặc nhiều khi vô phòng cấp cứu để mà họ cho cái ống và họ mở rộng lấy nước nó ra. Vâng, thì cái chuyện nó xảy ra mà tôi cũng đã gặp nhiều lần, thì trường hợp thì nó cũng đơn giản thôi. Số 1 đó thì như bác sĩ Phúc nói đó, chỉ cần bỏ mang catheter vô, mình thông nó đi tiểu, thì mà khi cái thuốc mà decongestion, cái sulfadrin đó, nó hết hơi, hết công tác dụng của nó thì sẽ đi lại bình thường. Dạ, nhưng vâng. Mà cái đó thường thường bệnh nhân của tôi sẽ họ nhớ đời, không bao giờ dám uống nữa. Vâng. Là tại vì bí tiểu là một cái gì rất là đau khổ một chút. Vâng, thì đa số những cái thuốc họ nghĩ là bán over the counter, tức là nó không có nguy hiểm. Vâng. Nhưng mà nó có những cái trở ngại của nó, nếu mà mình uống không có đúng cách, chẳng hạn mấy cái thuốc antihistamine, có loại gọi là first generation như là Benadryl chẳng hạn. Yeah. Pseudoephedrine, vaccine mình mới nói chuyện, nó cũng có thể là gây ra. Dược thảo mình biết. nhưng mà bởi vậy khi tôi khuyên bệnh nhân, nếu mà trước khi mà họ dùng những thuốc gọi là over the counter thì ít nhất cũng nên đề cập đến nói chuyện với bác sĩ để mà xem xét, tại vì chẳng hạn nếu mà người bệnh nhân nào họ đã chẩn bệnh rồi, họ đang được chữa
bệnh cho nhiếp hậu tuyến này bằng thuốc men rồi, thì nhiều khi tôi khuyến khích các bệnh nhân, nếu nhiều khi mà bệnh nó bệnh nhẹ, triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi nhẹ, thôi ráng chịu đi, mình cho đổi cái thuốc mà loại khác mà nó không có mạnh những thứ đó nhưng mà nó ít gây trục trặc về sau này. Có như vậy thì mà tránh cái trường hợp mà chạy vô ra vô nhà thương khẩn cấp. Vâng, thì thưa quý vị, thì cái vấn đề mà bệnh nhiễm hậu tuyến thì thưa bác sĩ Phúc rất là thông thường, và cái prevalence như thế nào, bao 10 người đàn ông reaching age of 60 thì bao nhiêu người thường thường, bao nhiêu người bị? Wow, thì ít nhất phải 60 đến 76, trên 60% là bị some, gọi là some level of nó bị sưng cái nhiễm hậu tuyến. Nhưng mà khi mình càng lớn tuổi thì cái prostate, cái nhiễm hậu tuyến nó càng to ra, mà nó càng to mà nhiều, nếu mà nó bóp nhiều á, cái đường kính của cái đường nước tiểu mà nó bị hẹp nhiều thì dĩ nhiên là triệu chứng sẽ phát nhiều hơn. Nhưng mà nói tóm tắt, càng lớn tuổi, khi mà 80 tuổi, 70-80% họ đã bị rồi. Thành ra cái chuyện mà chúng tôi trình bày cái đề tài này là hy vọng quý vị đến phòng mạch chúng tôi hay tò mò hỏi quý vị có tiểu đêm không, quý vị có như bác sĩ Phúc hỏi đó, thì quý vị đừng ngạc nhiên. Dĩ nhiên cũng như đàn bà có cái bệnh bị xón tiểu chẳng hạn, tại vì sinh đẻ, hoặc là khi mà lớn tuổi bị thiếu hormone estrogen chẳng hạn, cái cơ ở xương bàn chậu nó cũng bị yếu, nó cũng giãn ra. Thì nhiều khi họ ho cái họ xón tiểu, thì mà cái chuyện đó thì nhiều khi họ kín đáo, họ không muốn ra sẽ mắc cỡ, không muốn nói ra, nhưng mà cái đó nghề nghiệp thì phải hỏi thôi, để nó có thuốc chữa. Đúng rồi, tôi đồng ý bác sĩ Phúc. Thành ra tôi trình bày thế là thật ra thì có nhiều câu hỏi sau khi đóng cửa lại, mà chúng hỏi quý vị nam giới như nữ giới nhiều khi nó hơi có vẻ riêng tư cá nhân một chút xíu, nhưng bắt buộc phải hỏi bác sĩ Phúc. Vâng. Thành ra mà gần đây tôi vừa đi học có một câu hỏi nữa mà tôi chưa bao giờ tôi hỏi, là rất là quan trọng là cho quý vị, mà nhất là quý vị mà trên 60-70 tuổi mà lái xe đó, mà hỏi về vấn đề mà quý vị có khả năng mà nhìn rõ cũng như là khả năng mà phản ứng để mà đạp thắng và làm cử động bình thường đó, nó bắt mình phải hỏi đó. Thành ra cái này là mới à? Cái này nó mới kia lắm. Thành ra có những câu hỏi mà chúng tôi kiện để tôi nói luôn là mình phải hỏi bệnh nhân để mà be sure là họ không có vấn đề khi mà họ lái xe. Thì những câu hỏi như vậy tôi biết là rất là riêng tư cá nhân, có thể xâm phạm đến cái đời tư của quý vị, nhưng mà phải hỏi, không có gì không? Đúng, dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình hội luận của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hình kế tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Chào tôi sĩ Toàn và khán giả. We'll be right back.